Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký công điện số 1085 ngày 11 tháng 11 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu. Theo đó, thời gian qua, thị trường xăng dầu trong nước có hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán với số lượng hạn chế, tập trung tại một số tỉnh thành phố phía Nam, sau đó đã lan ra các địa phương phía Bắc gây ảnh hưởng đến tâm lý xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân để sớm khắc phục tình trạng nêu trên thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ công thương chỉ đạo ngay các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước đảm bảo tuyệt đối không để thiếu hụt đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội tăng cường kiểm tra giám sát việc bảo đảm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của các thương nhân theo đúng quy định Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Công thương và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu định kỳ trước ngày 20 hàng tháng ra soát tổng hợp thống kê các chi phí liên quan đến kinh doanh xăng dầu và chủ động xem xét việc điều chỉnh theo quy định, đảm bảo sát với thực tiễn của thị trường và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo các ngân hàng thương mại ra soát cụ thể vướng mắc của từng doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để xử lý, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời và tạo điều kiện tối đa đảm bảo nguồn vốn tín dụng cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền có định hướng phản ánh khách quan, trung thực, toàn diện về tổng thể thị trường xăng dầu trong nước và thế giới trong bối cảnh có nhiều khó khăn như hiện nay, ổn định tâm lý xã hội và người dân.